Lập Sutaki Roblox.com, shop bán hàng Roblox chất lượng, uy tín. Vòng quay may mắn chỉ với 9k, cơ hội trúng tới 1999 Robux. Ngoài ra còn có chương trình đua top nhận quà cực khủng và rất nhiều ưu đãi khác. Link shop mình có để dưới phần mô tả video nha. Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lập Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft kỵ sĩ rồng. Hiện giờ thì rồng zombie của mình vẫn đang trong giai đoạn lớn thôi. Mình đang rất tích cực cho em ăn rồi mang ra ngoài luôn nè, để nhanh chóng lớn. Ngoài ra thì trong căn phòng trưng bày giáp của mình thì vẫn còn thiếu một vài cái bộ giáp rồng nguyên tố nha. Thế nên là hôm nay mình sẽ cố gắng hoàn thành luôn cái bộ sưu tập giáp rồng nguyên tố của mình. Và bây giờ đã tới lúc để mình lại chỗ của rồng sunlight, sau đó mình cắt bẫy thôi. Em đã có thể cho mình bẫy được rồi đó. Và lần này mình sẽ hữu rồng xanh lai màu hồng, thế nên là mình sẽ làm được một bộ giáp rồng xanh lai màu hồng cực kỳ nổi bật luôn nè. Cạnh rồng xanh lai là rồng bão, rồng sấm sét, thế nên là mình cũng sẽ lấy vảy của ẻm luôn. Đây là hai loại giáp rồng mà dự kiến trong ngày hôm nay mình sẽ cố gắng chế tạo để đưa vào cái bộ sưu tập giáp rồng của mình. Còn rồng zombie thì chắc phải đợi cho ẻm lớn lên thì mới cắt vảy được. Giờ cắt bẫy thì hơi bóc lột ẻm rồi. Ui trời tối hay ta. Ui trời tối, đi ngủ liền. Dạo gần đây khu vực mình nó rất là bất ổn luôn. Càng về sau thì những cái tên quái nó sẽ xuất hiện càng dày đặc hơn. Và hậu quả là không thể tránh khỏi những cái pha nó tấn công nơi ở của mình, hoặc là tấn công chỗ ở của rồng. Đây nè các bạn coi nè, dấu vết này là dấu vết của một cái con Mutant Creeper á. Nó nổ hên quá, mình xử lý kịp, vẫn không ảnh hưởng gì tới rồng cho mấy, chỉ có hư cái cây rồi hư cái hàng rào thôi. Rồng thì vẫn bình an vô sự, không sao hết. Cắt thêm một lần nữa. Mình đang tính cắt cho nó dư ra để tiện trong cái việc thay đổi chất lượng hơn. Rồi, giờ thì vô trong và làm liền hai set giáp này nào. Lần lượt mình sẽ làm giáp rồng sắm trước đi. Đây. Nón, áo, quần, rồi tới ổn luôn. Quá đã. Trông giống như một bộ xương vậy á. Một xíu mình sẽ mặc lên thử. Rồi tiếp theo là tới giáp rồng xanh lai nè. Lần lượt cũng là nón, rồi tới áo, quần và ổn. Đây là giáp trưng bày thôi, thế nên là chắc lần này mình sẽ không cường hóa đâu, để cho nó giữ cái màu mặc định, nhìn cho nó rõ hơn. Rồi giờ thì mình sẽ mặc vô thử, xem coi bộ giáp này sẽ đẹp như thế nào. Giáp rồng sắm trước đi. Thiệt luôn á, nhìn cái họa tiết mình cứ tưởng là bộ xương không á. Và giáp rồng sắm thì hiện tại chưa có cộng cho mình bất kỳ cái hiệu ứng nào nhờ. Ồ, kỹ năng đặc biệt thì cũng chưa thấy luôn, hoặc là mình chưa bộc phát được thôi. Thử đánh cái địch coi. Hình như cũng vậy à. Mình thấy rồng sắm sẽ tạo ra tia sét từ trên đánh xuống vào lúc trời mưa. Mình nghĩ cái bộ giáp này sẽ phát huy tối đa sức mạnh khi trời mưa ấy. Cái này chắc phải đợi trời mưa rồi mình test nó sẽ cụ thể hơn. Còn bây giờ bình thường thì có... Ê! Mình mặc lộn chỗ hàng gì. Mình phải mặc bên đây mới đúng. Hồi nãy là mình mặc ở bên cái chỗ mà áo khoác á. Ừ nha. Ôi trời. What? Ủa? Khoan, cái gì rồng mình lớn nhanh như thổi vậy? Bèo một phát rồng zombie đã lớn như vậy rồi. Really, nigga? Mình sẽ lấy amulet rồi. À quên, tầm này thì không biết là có mặc yên vô chưa nhờ. Mặc yên được vô chưa? Mình nghĩ là mặc vô vừa rồi đấy. Tầm nhỏ nhỏ vậy là mình cưỡi được rồi nè. Bự hơn mình xíu là cưỡi được rồi. Được, bữa nay mình sẽ cưỡi chắc hai nhóc rồng. Đầu tiên là rồng mặt trời, rồng xanh lai kìa, với cả là rồng zombie luôn. Hai nhóc này chưa có chuyến đi khám phá nào cùng với mình hết á. Ừ, chắc mình cũng sẽ test cắt vảy thử. Ôi, cho vảy luôn rồi. Được nha. Ui dồi, em đi chiến đấu kìa. Wow, em này sung. Được, mình thích những em rồng sung như vậy. Hợp lý, dắt đi chiến đấu là hơi bị ok la nha. Rồi, giờ thì đưa ẻm vô gần gần cái chỗ ở của mình trước đi, để mình tiện cho ăn hơn chứ không gì hết á.
Ủa nãy mình cho ngồi xuống rồi mà ta sao chạy ra được nhờ. Vô lý thiệt á. Rồi ăn đi. Rồi cho anh xin miếng vải nữa. Sẵn tiện làm luôn giáp rồng zombie luôn ha. Ờ cái giáp này thì chắc phải đi test lúc trời mưa thì mới ok được nè. Rồi tạm thời thì xong một set rồi đó. Trường bài lên thôi. Mình sẽ cho ở hướng bên này. Wow. Khá đẹp khá đẹp. Giờ tới giáp rồng xanh lai nè. À, giáp rồng xanh lai thì cũng vậy luôn. Chưa cho mình thêm hiệu ứng gì hết. Mình sẽ thử tìm mục tiêu để mình đánh. Thường thì mấy bộ giáp hay kích hoạt hiệu ứng khi mà đánh đánh mục tiêu lắm. Đây. Cũng không cho hiệu ứng luôn nhờ. Nhưng không sao. Miệng giáp rồng đẹp là ok rồi ha. Rồi còn đúng một cái giá trao đổi cuối cùng thôi. Rồng zombie tranh thủ cho anh vậy đi. Để anh còn nhanh chóng hoàn thành bộ sưu tập nữa. Rồi gãy kéo luôn. Vừa đủ vừa đủ. Không chần chờ gì nữa mình sẽ làm liền giáp rồng zombie ha. Đây nón. Áo. Quần. Và ổn. Giáp này thì mặc trong sẽ như thế nào? Lên đo. Bộ giáp này có vẻ là không được kín cho lắm nha. Có một số chi tiết nó bị hở ra cơ. Chẳng hạn như là, ôi trời, sao nó hở cái chỗ đúng chỗ người ta. Nhưng mà nói chung là cũng khá là ok đấy. Được này, được này. Hiệu ứng thì mình thấy nó chưa cộng cho mình bất kỳ cái gì hết. Hình như là chỉ có một vài cái set đồ trong đây là cho mình hiệu ứng thôi. Kiểu như những cái nguyên tố phổ biến á. Còn đây là mấy cái nhóc rồng đặc biệt rồi. Ok, nhưng mà giờ thì mình đã chính thức full cái bộ sưu tập giáp rồng rồi. Hoài đi vô căn phòng này là tràn ngập mùi rồng luôn nha. Toàn là giáp vảy rồng thôi. Quá là đã. Dẹp luôn cái thùng này đi. Cho khu vực này đẹp hơn coi. Cất vào, cất vào. Đấy, giờ trong đã đẹp hơn rồi đó. Quá đã luôn nha. Ngoài ra thì mình còn phát hiện một cái chức năng đặc biệt của giáp rồng Enchant nha. Mà bây giờ mình mới phát hiện thôi. Đây, đây, đây. Mình sẽ đi vô nhà. Sau đó mình sẽ cho cái quần có rất là nhiều dòng cường hóa của mình vô trong này. Cho vô. Và mình sẽ tách ra một cái. Bam. Nó không hề tốn kinh nghiệm của mình. Thì cái chức năng chính của cái giáp rồng Enchant này là vậy. Đúng đỉnh luôn. Tiết kiệm được một mớ kinh nghiệm của mình ấy. Giờ thì mình sẽ lấy hết mấy cái quyển sách này. Và sau đó ép vào cái quần mới của mình. Cái quần bằng thép rồng. Ở đâu ta? Nãy mình treo. Đây đây đây. Cái quần thép rồng đây. Đó. Mình sẽ lấy cái quần thép rồng này. Ép hết vô. Quá là tuyệt vời luôn. Ui. Giờ thì mình đã có một cái quần thép rồng nó ngon nghẻ hơn rồi. Treo lên đây rồi sau đó đổi giáp. Bam. Xem phim. Giờ mình đã có được những dòng cường hóa rất là ok mà không hề kiểu như là tốn một tí kinh nghiệm nào luôn. Quay chức năng này nó rất là hữu dụng luôn nha. Và giờ thì mình mới tận dụng được chức năng của rồng Enchant đấy. Để bắt đầu chuyến đi khám phá ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái yên trước. Để cho rồng zombie mang vào. Mình còn cưỡi đi khám phá nữa chứ. Đây. Cái yên. Lần này thì mình nhớ rồi. Mình sẽ mang theo giáp rồng nha. Hai cái giáp rồng kim cương đi. Để cho hai nhóc rồng hôm nay mình dắt theo có giáp. Ít nhất thì sẽ phòng thủ tốt hơn ấy. Nhưng mà mình muốn nhìn thử cái cánh của rồng zombie lúc chưa mặc giáp coi như thế nào. Kìa, đấy cái cánh kiểu như là mạch máu không á. Wow. Rồng khá là ghê ha. Hơi thở thì... Ui dồi, cái này giống hơi thở độc lắm luôn á. Hơi thở của rồng zombie nè. Yêu. Con nào dính hơi thở này chắc ha. Chúng độc dữ lắm đây. Không có con nào gần đây để mình test hết nha. Ủa, tiếc ấy. À đây đây, có con nè. Coi coi có chúng độc không. Ủa sao nó không chúng độc nhờ. hơi thở thì nhìn giống hơi thở độc lắm luôn. Nhưng mà phun ra thì không có gây độc được cho mục tiêu. Thử coi. Đấy. Không hề có độc nha. Với cả là giờ em còn nhỏ nên là hơi thở chưa được mạnh cho lắm. Tuy nhiên không sao, mình sẽ luyện em từ từ. Rồi, tương tự thì mình cũng sẽ trang bị giáp kim cương cho rồng xanh lai nữa. Ôi dù, chưa từ từ. Mình cho rồng zombie ngồi xuống rồi đó. Cái em này hơi tăng động nha. Hồi nãy giờ rất là tăng động luôn. Rồi, rồng xanh lai cũng được, trang bị giáp đàng hoàng luôn. Đây. Ok rồi đó. Bắt vô trong amulet nè.
Let's go. Lên đường thôi. Thiệt luôn, bay gần nửa đường rồi. Thì mình mới nhớ ra là mình chưa có nâng cấp gậy phép à. Mình đã cày cho cây gậy phép của mình nó đủ cái thanh kinh nghiệm để mình có thể nâng cấp lên cái cấp độ tiếp theo, và cũng là cấp độ cao nhất, cấp Master. Mình đã có hẳn một quyển ở đây rồi, giờ thì đem lên trên nâng cấp và ghép vào những quyển sách Master nè. Có rất là lâu rồi đó, nhưng mà giờ mới có dịp để học ấy chứ. Lấy hết luôn, hơi bị nhiều phép đó nha. Rồi sau đó mình lựa ra mấy phép nào mà ok rồi mình mang đi khám phá thôi. Ê, còn có cả nâng cấp nữa nè, rất nhiều nâng cấp luôn. Mình sẽ lấy mọi thứ ít, nên coi cái nào ok thì giữ. Đấy, đầy kho đồ luôn mà. Rồi, lên trên thì ép lên Master trước đây. Đấy, gậy Master. Sau đó thầy cho nó nâng cấp đi nha. Mình sẽ ưu tiên cái nâng cấp tăng slot nè. Đấy, mình đã thêm được một slot chứa phép rồi. Ê, không biết mình còn cái nâng cấp chứa thêm phép không nhở? Hình như còn hay sao á. À đây nè, còn nè. Còn hai cái luôn. Mình sẽ nâng cấp nhiều nhiều lên để chứa nhiều nhiều phép hơn. Nâng cấp. Nâng cấp lên. Rồi, giờ thì chứa được hẳn 2, 4, 6, 8 phép. Quá đã. Cái này thì nâng cấp giảm thời gian hồi chiêu nè. Nâng cấp này gây nhiều sát thương hơn. Nâng cấp này tăng cái phạm vi. Rồi tới nâng cấp số lượng mana có thể chứa. Hơi bị ok nha. Rồi, giờ thì ép sách phép vào thôi. Ép một lèo vô hết. Úi dồi ôi, ép lần 8 phép luôn, 8 cuốn sách phép luôn. Quá dở, quá dở. Chắc phải nạp thêm mana mới được á, chứ không thôi là không đủ mana để test phép đâu. Mana, à đây mình có đem thẳng nè, lúc nào trong người mình cũng có cái này hết. Tại hay gặp chỗ pháp sư á nên mình đem theo hờ á mà. Rồi, giờ thì nạp lại. Sau đó thì ra ngoài và test phép luôn. Để xíu đi khám phá có phép nào hữu dụng mình dùng liền. Hợp lý nè. Phép thuật đầu tiên sẽ là phép gì đây? Ui, cái này vẫn sức lâu ấy. What? Ồ, cái này vẫn sức nhưng mà không có thực hiện được. Hình như phải chọn mục tiêu rồi. Vô lý vậy. Ui, trời ơi, mình bị dính hiệu ứng. Mình dính lời nguyền luôn rồi cơ. Nè. Ui, thêm một hiệu ứng khác nữa. Trời ơi, mình giống như là bị tẩu hỏa nhập ma rồi. Phép thuật rồi chữ cô ngữ nhảy lộn xả hết trơn rồi. Nó đây là cái phép gì nhờ? Thôi, phép khó quá thì mình cho qua đi. Ui. Ui, nhưng mà cái phép tiếp theo của mình hơi bị đỉnh. Phép bão lửa. Cô kìa. Nguyên một cái cơn bão lửa xuất hiện xung quanh cơ thể mình. Wow. Trời ơi, cái này mà chiến đấu với nhiều mục tiêu thì hơi bị ok nha. Lửa khá mạnh luôn. Một phép ngon và một phép ngon. Ờ, phép thứ hai mình test được là một phép giúp mình có thể bay nè. Có đôi cánh phép thuật. Hữu ích luôn. Này có vẻ là, ừ đúng rồi nhờ, toàn là sách Master không hữu ích mới lạ. Phép, ôi trời mới khen. Cho phép bắn tờ nhện. Mình sẽ tạo ra một cái chùm mạng nhện rất là bự. Ôi trời, mình cũng bị chậm nữa. Tưởng đâu mạng nhện này mình đi qua không sao, ai dè mình cũng bị à. Vậy cũng như không. Rồi tới phép gì mà, ui phép gì mà triệu hồi ra mấy cái con này vậy. Ui, đây coi. What? Ô, đây là phép triệu hồi người khổng lồ băng. Ô, xịn vậy. Được nè, phép này triệu hồi ngon nè. Kết hợp với rồng của mình nữa là hết sảy. Tiếp tiếp. Ồ, hết triệu hồi băng rồi, bây giờ tới phép triệu hồi xương. Trời ơi, mình bây giờ giống như là triệu hồi sư luôn rồi đó. Toàn là phép triệu hồi không à. Thêm một phép nữa. Giờ thì tới phép đóng băng. Phép này thì có thời gian hồi chiêu khá lâu. Ui trời, mình đóng băng để mình đúng rồi. Này, bố mình nhịn lâu lắm rồi đi nhá. No. Hơi ẩu. Rồi, và phép cuối cùng. À, đây là phép động đất. À, nãy giờ là mình... Ủa, đâu phải. Chưa phải phép cuối cùng. Oh, phép tiếp theo mình test là một phép động đất ha. Mình dẫn sức tạo ra một cơn động đất. Cũng khá là mạnh.
Đây mới là cái phép ban đầu mà mình test chưa được nè. Ủa không biết nó là có công dụng gì luôn ấy. Mà test mãi nó chỉ dính toàn lời nguyền thôi. Mình đã chỉ khắp mọi nơi rồi đó. Những thứ mình có thể chỉ vào mình đều đã chỉ rồi. Nhưng mà vẫn không dùng được cái phép này. À da, căng rồi. Thôi nếu không dùng được thì thôi, mình về mình ép phép khác. Để mình còn biết đường mà mang đi khám phá nữa. Rồng nãy giờ đợi mình hơi bị lâu rồi đó. Thay thế luôn. Cho gậy phép vô. Cho quyển sách cuối cùng này vào. Rồi, xong phân. Vậy là mình đã test xong được cái mớ sách phép của mình rồi đó. Úi. Ồ, đây lại là một phép triệu hồi golem. Ai, lúc trước á, mình bỏ lỡ một cái chiếc nhẫn chiên để triệu hồi golem rồi. Tự nhiên nay toàn một đống phép triệu hồi golem luôn. Vậy là tổng cộng mình có thể triệu hồi được golem băng nè. Ủa không không không, lộn. Cái đó, cái này mới đúng. Đây, mình có thể triệu hồi golem băng. Rồi golem đất sét. Rồi triệu hồi thêm cả xương nữa. Như vậy thì cái nơi ở của mình nó siêu an toàn luôn. Mà phải chi mấy cái để mình triệu hồi ra là tồn tại mãi mãi thì ngon. Này thì chỉ tồn tại được tầm vài phút thôi. Một phút gì đó là sẽ biến mất à. Nên là cũng hơi tiếc á. Thực chiến thì chắc mình chủ yếu sẽ dùng phép động đất nè. Với cả là cái phép Firestorm để mình gây sát thương cho cái địch. Được á. Ok, giờ thì nạp lại mana, ngủ một giấc rồi sau đó cũng động lên đường thôi. Ok. Oh my god. Dân làng. Dân làng muốn lên thiên đàng, lên thiên đàng á. Trời đất ơi, mình dắt rồng qua bên thế giới thiên đàng để đi săn boss á. Tỷ tế dân làng đứng ở ngoài đó đợi sẵn à. U là trời. Mình nghĩ với dân làng sẽ đứng ở đó không gió nữa ha. Mà không gió chỗ này là hơi căng á nha. À, cái con này nó cạc hiệu mình nè, nó chọi cái quả cầu vô mình nè, quả bóng tuyết vô mình nè. Con này láo. Rồng, phun hơi thở đi em. Mình sẽ cho con này ném hơi thở của rồng zombie ha. Con này nữa. Này thì thích ăn hơi thở đúng không? Ủa thích hơi thở đúng không? Đấy. Hít nhẹ thôi là đi liền. Hơi thở của rồng zombie hay gì cũng ok lắm á nha. Được này, bự lên là chắc em còn sẽ mạnh hơn nữa. Ừ, nãy giờ mình cũng gán bay vòng vòng lắm rồi nhưng mà có vẻ là nhân phẩm của mình không đủ may mắn để gặp được cái chỗ của cái boss cuối cùng. Boss cá voi thì mình đã đánh khá là nhiều rồi. Nên chắc tạm thời mình sẽ không có chinh phục boss cá voi nữa. Ồ, đây rồi. Mình đã tìm được cái chỗ của boss cuối cùng bên thế giới thiên đàng này rồi. Đây là thánh điện của những cái chiến binh Valkyrie nè. Mình sẽ đáp xuống một cái. Sau đó thì cho rồng vô trong amulet đi. Để em thôi rồng bị lạc á. Lấy thêm bét mèo ra bên ngoài để có tầm nhìn tốt hơn. Ui ui trời, chưa gì đã gặp những cái con mimic rồi. Đây là mấy con quái vật rương. Ui nhiều thế. Toàn là rương quái vật cơ. Không có cái rương xịn nào luôn. Yêu. Lừa vậy. À đây rồi. Cuối cùng cũng có được một cái. Cho mình mấy cái quả cho Chocobo ăn. Nữa nè. Yêu. Chắc không mở rương luôn quá. Lạc niềm tin vô mấy cái rương này ghê á. Thôi không sao. Mình có kiếm thép đồng băng nên là cũng không sợ nó lắm. Đóng băng nó được. Ừ. Và bây giờ nhiệm vụ chính của mình là tiêu diệt những cái chiến binh Valkyrie này nè. Nhưng mà bây giờ thì khá là đơn giản với mình rồi. Mình có thể one shot được. Đây là chiến binh thứ hai. Tổng cộng thì mình cần tìm cỡ 10 chiến binh như vậy để mình đánh bại đấy. Nãy giờ thì mới có hai thôi. Đây. Chiến binh thứ ba nè. Đây chiến binh thứ tư. Chiến binh thứ năm luôn. Wow. Mình đã tìm được cái lối đi xuống chỗ của nữ hoàng rồi hay sao á. Cái này đúng không? Không phải phải. Cái này là lối hồi nãy mình đi lên mà. Đây đây. Gặp chiến binh thứ sáu. Thứ bảy. Vũ khí giờ mình khá là mạnh ấy nên là đánh bại chiến binh Valkyrie đúng dễ luôn. Thứ 8. Còn 2 chiến binh nữa thôi. Đây là lối vào chỗ của nữ hoàng Valkyrie. Chưa được. Mình chưa đủ những cái mảnh Medal Victory. Nên mình chưa có đánh nữ hoàng được đâu.
mình cần phải cày thêm. Đây, chín rồi nè, một cái nữa thôi. Yep. Rồi, giờ mình đã có được 10 cái medal victory rồi. Mình sẽ lại chỗ của nữ hoàng Valkyrie. Rất là khỏe nha, 500 máu hẳn luôn. Sẽ đưa hết cho nữ hoàng để có một trận chiến với nữ hoàng ha. Đây, mình sẽ nói chuyện xíu. Mình muốn chiến đấu với nữ hoàng. Sau đó thì sẵn sàng thôi. Ok, vậy là trận chiến sẽ sắp bắt đầu rồi đó. Rồi, vào việc luôn. Ai sẽ đề ba trước đây? Ok, nếu vậy thì thôi, mình sẽ đề ba trước luôn cũng được. Let's go. Cái cây kiếm của mình cực mạnh luôn á. Mình có thể khống chế nữ hoàng. Rồi, kèo này nữ hoàng khó rồi. Kiếm thép độc đóng băng cái quả cầu luôn. Nữ hoàng xài tuyệt chiêu. Nhưng chiến thắng nào. Nhanh thôi. Không ngờ lại nhanh tới vậy. Wow. Công nhận kiếm thép đồng băng rất là có lợi trong việc chiến đấu cận chiến luôn á. Kiểu như có thể khống chế liên tục ấy. Quá là đã. Ủa nhưng mà sao nãy tự nhiên mình bị sét đánh ta? Lạ thiệt, hay là do cái lời nguyền nhờ? Hiện tại mình vẫn còn dính cái lời nguyền sau cái màn học phép thuật hồi nãy. Mà thôi kệ đi. Giờ quan trọng là mình đã có được cái chìa khóa từ nữ hoàng rồi. Mình sẽ dùng cái chìa khóa này để mở cái rương khu vực dưới. Và nó cho mình nón của Valkyrie, áo của Valkyrie, rồi găng tay nữa. Và cuối cùng là một cái ổng. Thiếu cái quần nữa thôi là full set rồi nhờ. Hơi su. Tí nữa thì full set luôn rồi. Ở trong này thì được trồng một cái cây cây gỗ sồi vàng nè. Khá là đẹp đó nha. Cây này buổi tối thì bao đẹp luôn. Kiểu như nó có mấy cái bụi vàng phát ra. Còn bây giờ thì chắc mình sẽ ra ngoài và cởi rồng để tiếp tục cái chuyến khám phá ngày hôm nay thôi. Thôi đi, không đánh mấy cái chiến binh Valkyrie nữa đâu. Nãy giờ mình đánh người ta nhiều rồi, không đánh nữa. Trời. Mới gà rồi có con nó cà khịa mình rồi. Con này láo. Láo nháo hả? Cho ăn hơi thở của rồng mặt trời của mình liền. Bây giờ mình nghĩ là mình nên giải cứu dân làng đi, chứ để dân làng không nhớ bên này thì nguy hiểm quá. Giờ mà lọt xuống dưới cái tẩm một phát là không ai mà cứu được đâu á. Ok, quyết định vậy đi. Cô chừng. Rồi, nhảy xuống dưới này. Sau đó đưa dân làng vô trong. Rồi, đi về thế giới thường giùm tôi một cái. Hoang mang thiệt sự. Ủa, dân làng đâu rồi? Ui, chạy nhanh thế. Mới đưa qua đây rồi chạy đi ngủ hay sao rồi? Cơ. Ui dồi. Được á, dân làng này được. Đây là người mà lúc trước mình đổi cái bản đồ nè. Ra vậy. Thôi mình ngủ trước đây. Rồi sau đó mình sẽ kiểu đi treo cái giáp của Valkyrie lên. Đây là một cái set giáp mình thấy khá là đẹp luôn á. Chỉ thiếu cái quần nữa thôi là hoàn hảo luôn. Đây, treo lên. Đầu có vuông miệng đâu nhá. Còn cái găng tay thì chắc mình sẽ trang bị vào người thay cho cái găng tay sức mạnh của mình. Coi có đẹp hơn không. Ui, cái găng tay này nó lại hợp với set đồ mình nhá. Ủa, nó hợp với set đồ hoàng gia của mình nè. Được luôn. Mình đã từng cùng rồng chiến đấu với hai con boss Wither, thế nên là mình đã có sẵn hai cái sao nether rồi. Và hôm nay là ngày cuối cùng, thế nên mình cũng muốn gặp lại Herobrine á. Thành thử ra là mình sẽ dùng ngôi sao này để mình chế tạo một xíu. Mình sẽ đặt nó theo công thức như vậy để mình tạo thành một cái Herobrine Spawner. Rồi từ cái này mình sẽ đem đi triệu hồi Herobrine á. Sẽ khá là căng đây, tại vì tên Herobrine này nếu mà mình triệu hồi thì hắn sẽ rất hung dữ luôn. Nên là mình cần chuẩn bị táo vàng nè. Cuối cùng là thêm một cái khối kim cương nữa thôi. Mấy cái này thì tầm này mình lo được. Rồi. Sau đó thì mình sẽ đi tới một nơi thật là xa. Cái tên này mình không thể để cho hắn gần nhà mình được. Gần nhà mình có rất là nhiều dân làng, rồi thêm những cái bé rồng của mình nữa. Như vậy thì sẽ rất là nguy hiểm nếu như mà hắn cố tình hắn tấn công nơi ở hoặc là rồng của mình ha. Để coi. Nay mình sẽ dắt hai em rồng này và trang bị giáp vô luôn đi. Trận chiến sắp bắt đầu rồi. Mặc giáp đàng hoàng vô cưng.
Rồi, xong phân. Mình có nên dắt theo thêm cả rồng băng không nhỉ? Rồng băng có khả năng khống chế rất là tốt ấy. Kiểu khào hơi thổi băng. Đáng để cân nhắc nha. Thôi được. Sẵn tiện em sẽ búp sức mạnh cho mình và làm yếu Herobrine bớt. Khá là hay á nha. Được luôn. Rồi, nghiếm em rồng một chập rồi sau đó mình sẽ đi thôi. Mình sẽ để đánh ở cái vùng nào? Hướng này đi, hướng này mình thấy có cái khu ok lắm. Let's go. Đây rồi, mình đã tới cái khu mà mình định nói nè. Đây là một cái vùng đồng bằng khá là ok để mình có thể bắt đầu cái công việc triệu hồi Herobrine rồi. Giờ thì mình sẽ set up luôn. Đầu tiên là đặt một cái khối hắc diệm thạch trước. Ủa? What? Ủa? Ủa khối hắc diệm thạch của mình đâu rồi? Rồi lại bị lắc kho đồ tiếp à. Lại nè, giờ thì đặt được khối hắc diệm thạch xuống rồi. Rồi tới khối kim cương ở giữa và cuối cùng là cái đầu của cái con xương đen. Rồi đơn giản như vậy thôi ha. Rồng thì mình sẽ cho ra bên ngoài luôn. Đứng dậy đi cưng. Rồng zombie cũng vậy. Setup sẵn. Rồi thêm cả rồng hoang dã nữa. Rồi rồi mọi thứ đều đã vào việc hết rồi đó. Cho rồng hoang dã đứng lên. Ok. Giờ thì mình sẽ dùng cái... Ủa đâu rồi? Mình sẽ dùng cái Herobrine spawn. Mình kích hoạt vào cái chỗ này. Ui, xuất hiện rồi. Ui trời, nhanh vậy. Còn mình đánh được hắn rồi, đóng băng rồi. Đúng rồi, tấn công hắn đi em. Trận chiến này mình sẽ ưu tiên dùng kiếm rồng. Trời ơi, hắn trâu vậy. Mình đánh rồi thêm rồng cạp nữa mà không suy nhê. What the hell. Ủa kìa. Tên Herobrine này không gặp mấy bữa thôi mà mạnh vậy. Rồi, đây mới là phase 1 thôi. Mới hiệp 1 thôi. What? Hắn bự lên rồi. Oh no, hắn còn cầm kiếm nữa. Tấn công nào. Ê, hắn triệu hồi đệ. Ê, mình sẽ hạ đệ của hắn. Ui, trời, hắn còn trưởng rồng mình nữa cơ. Đứng dậy đi rồng. Sao rồng băng của mình không có đánh gì hơn vậy? Nãy giờ rồng zombie với cả rồng mặt trời chiến đấu dữ lắm rồi đấy. Đúng rồi. Ê, trời trời, tia sét nhiều quá. Ui, trận chiến này căng rồi. Ủa giờ sao tới hai Herobrine vậy hả? Ui, hắn tạo ra một phiên bản khác nhỏ hơn. Ui, trận chiến này căng rồi. Rồng mình đang tích cực hỗ trợ, mình cũng phải cố gắng chiến đấu mới được. Tia sét nhiều quá, mình phải né bớt mới được. Lâu lâu mình để ý máu của rồng mình cái nha. Không là toàn đấy. Đâu rồi cái phiên bản thiệt của hắn đâu ta? Đây đây đây, hắn đứng ở đây nè. Quá trời tia sét rồi. Mình không đuổi theo kịp hắn luôn á, với lại tầm nhìn bị hạn chế nữa. Sắp rồi, sắp rồi. Ui da, ai da. Sét đánh đâu quá. Liên tục luôn. Ui ui. Phá hủy cái địa hình ghê thiệt. Hắn toàn dùng tia sét không à. Ghét thiệt chứ. Đóng băng lại nè. Mình gần hạ được hắn rồi. Một tí máu nữa thôi. Ui da. Rồng gắn phun hơi thở đi em. Rồi hắn lại làm dò gì khác đây. Phải chi hắn không dùng tia sét thì đỡ biết mấy. Đằng này hắn cứ toàn dùng tia sét để tấn công mình thôi. Dạ sao không thể đánh được hắn mất máu nhờ. Hay là do hắn còn để. Mình sẽ thử tiêu diệt mấy con gáp mà hắn tạo ra trước. Để xem như thế nào. Chứ mình thấy là nãy giờ hắn phá giáp mình hơi bị nhiều rồi đấy. Bộ giáp của mình hư hết phân nửa rồi nè. Đánh lẹ không thôi hồi hư giáp là xong luôn á. Tấn công. Một xíu nữa. Mình thử dùng vũ khí khác đánh coi. À vũ khí khác có vẻ đánh thốn hắn nữa. Nhưng mà khi hắn rơi vào cái trạng thái mà vàng vàng á thì không thể tấn công được đâu. Ui giáp mình gần hư rồi.
Không biết có ổn hay không đây. Nó lẹ không mà hư giáp. Ý da, khó chịu quá à. Bạn coi kìa, hắn dùng một cách nào đó mà đi tới đâu hắn đều tấn công mình được á. Ui cái nón sắp hư rồi, phải cởi nón đó thôi. Tiếp theo là tới ổng may cũng gần hư luôn rồi. Rồng mình đang cố gắng cắn hắn cơ. Ây da, rồi ổn ra luôn mới được. Sẽ hơi khó đấy, nhưng mà cố lên. Yes, thành công rồi. Mình đã tiêu diệt được Herobrine ở cái phase 2 này. Cái gì đây? Ồ, đừng nói là có hiệp 3 nữa nha. Coi kìa, hắn đang xoay liên tục luôn. Ui, xong rồi hả? Kết thúc rồi đúng không? Ồ, kết thúc rồi. Yes, hay lắm rồng. Mấy bé rồng của mình đã giúp mình đánh bại được cái tên Herobrine này rồi. Wow, mình với cả ba nhóc rồng phải kết hợp rất là dữ thì mới có thể đánh bại được tên Herobrine này á. Thật là khủng khiếp luôn. Sau trận chiến này cái địa hình xung quanh nó đã bị tàn phá rất là nhiều rồi. Và được cái là tên Herobrine này sẽ cho đồ thẳng vô kho đồ của mình luôn nè. Wow, để mình coi coi, một set đồ bằng đá nền. Ui, xịn vậy, một cái kiếm. Cái kiếm Herobrine. Wow, ok la nha. Rồi, mình sẽ bắt đầu vô trong amulet lại. Rồi sau đó đưa mấy em về nhà thôi. Nãy giờ có công rất là lớn nha. Về nhà đi rồi anh sẽ thưởng. Còn rồng băng thì mình sẽ kêu em xuống cái. Đáp xuống em ơi. Sau đó thì leo lên lưng em và bay về nhà. Trời ơi, địa hình chỗ này bây giờ nó vẫn còn tàn dư nè. Một cái cột lửa không biết là từ con nào tấn công nữa. Hình như con gát hay sao á, hay là tên Herobrine tấn công hay sao ấy. Tới giờ vẫn còn luôn. Mà may quá đi ngang thì không có bị gì ha. Ok, thôi đi về. Đáp xuống đây một cái. Sau đó thì thưởng cho rồng mình ăn thật là no nè. Rồng xanh lai cũng vậy, cũng sẽ được thưởng cho ăn thật là no. Và cuối cùng là rồng zombie. Ui cái gì đây, con này định sàm sỡ hay là kéo chân mình. Hôm qua nó kéo chân mình lặn rồi, nay nó muốn kéo nữa hay sao á. Rồi mình sẽ đi vô trong nhà ngủ thôi. Ui dồi, sau một ngày chiến đấu mệt mỏi thì cuối cùng cũng được về nhà để ngủ rồi. Và mình sẽ bắt đầu ngày mới bằng việc là test cái bộ giáp của tên Herobrine luôn nha. Mình thấy bộ giáp của hắn cộng rất là nhiều giáp luôn nha. Đây, mặc vào. Ui dồi, coi lượng giáp mà nó cộng kìa. Wow, giáp đá nền xịn thiệt. Còn cái kiếm, đây là cái kiếm của Herobrine. Tốc độ thì bình thường thôi, nhưng mà sức tấn công là 31. Nó chỉ thua cái cây Harbor của mình thôi nha. Nhưng mà bù lại thì cái set giáp này nó sẽ cho mình thêm sức mạnh, nên là chắc cái kiếm này cũng sẽ mạnh lên được một tí á. Chỉ tiếc là set đồ này không có cộng tốc độ cho mình thôi. Độ bền thì mình coi độ bền của cái bộ giáp này là như nào. À, có 1000 mấy à, không mạnh lắm. Đánh thấy ghét. Một hit là đi. Trời, nhưng mà với lượng giáp này thì mình tự tin là nếu mình đánh tên Herobrine một lần nữa thì chắc mình vẫn có thể hạ được hắn á. Nói chung thì trận chiến vừa rồi cũng là trận chiến mà mình thấy mấy em rồng đã cố gắng rất là nhiều luôn á. Nếu mà không có rồng hỗ trợ thì chắc mình cũng đã lành ít dữ nhiều rồi. Quả thật khi mà mình nuôi những cái bé rồng giống như vậy á, dắt đi chiến đấu thì không còn gì phải bàn luôn ấy. Và tóm lại trong cái hành trình này thì mình đã tìm và sở hữu tất cả các loài rồng nguyên tố rồi. Có những nhóc rồng thì mình khá là dễ dàng để tìm được. Tuy nhiên thì có một số rất là vất vả thì mình mới tìm ra và đưa em về đội á. Tuy nhiên không sao, mọi thứ khó khăn đó đều đã vượt qua được hết rồi. Ngoài ra thì trong hành trình này mình còn có thêm cả những cái nhóc rồng hoang dã nữa cơ. Vừa giúp mình chiến đấu nè, mà còn giúp mình luyện ra những cái thép rồng cực xịn trong cái lò luyện rồng này. Và nhờ đó mình mới có thể chiến thắng được cái tên Herobrine trong ngày hôm nay ha. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong suốt cái hành trình trở thành kỵ sĩ rồng của mình lần này. Hành trình nào rồi cũng sẽ
tới hồi kết thôi. Và hành trình này cũng vậy. Hy vọng là chúng ta sẽ sớm gặp lại trong những cái chuyến phiêu lưu kế tiếp ở những cái thế giới khác. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những series kế tiếp của mình. Bye bye.